Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Quý vị và bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hiện giờ Lý Trường Thọ cảm thấy rất khó hiểu, vì điều gì lại đột nhiên có ba lão đạo cảnh giới thiên tiên xuất hiện phía trên không trung Tiểu Quỳnh Phong. Trong đó có hai người là trưởng lão trong môn phái, vị kia hắn không biết, nhưng trước đây đã từng gặp qua tại cửa vào của Lâm Hải Trấn, có khí thức của chức quen thuộc. Nhưng vì điều gì? Ngao Ất và Tử Ô tại sao đảo quanh khắp nơi đây vòng ngoài mê trận? Phía trước là một thiếu niên sừng rồng, đằng sau là một đạo nhân thấp bé. Người trước đi có chút nôn nóng, người sau hả hê híp mắt cười. Cả hai còn cùng nhau dựa theo chỉ dẫn của thẻ gỗ đi về phía không gian trống dùng để tiếp khách. Rốt cục hai người này làm thế nào lại đi chung? Đây nhất định là duyên phận đặc biệt mới có thể khiến hai người cùng tới và biến thành hai hố thần. Đây rốt cục là chuyện quỷ quái gì? Do Tử Ô sư bá an bài. Không thể nào, mấy năm nay giao tình của mình và Tử Ô sư bá càng lúc càng sâu, hiệu quả của lời thề với đại đạo cũng còn. Hả? Phương hướng chủ phong còn thật nhiều cảnh giới khí tức tiên nhân, cảnh giới thiên tiên đều ở bên trong chủ điện. Lý Trường Thọ phản ứng lại rất nhanh. Mình ngẫu nhiên gặp một nhóm tiệt giáo ở Lâm Hải Trấn, nghe nói được vài câu chuyện bọn họ, hình như là tìm tiên môn, giảng đạo luận pháp, luận bàn đạo hạnh. Nhưng ngàn lần không nghĩ tới, nhóm tiệt giáo này chính là tìm độ tiên môn để luận đạo. Ngao Ất và độ tiên môn cũng coi như có chút đoạn ân oán. Dù sao Ngao Ất cũng là nhị thái tử của Đông Hải Đông Cung. Mà mấy chục năm gần đây quan hệ giữa Đông Hải Đông Cung và chúng tiên Đông Thắng Thần Châu có vẻ hơi căng thẳng. Chẳng lẽ lần này Tiểu Long này muốn gây ra mâu thuẫn giữa hai giáo nhân tiệt? Chắc là không, Ngao Ất có vẻ không ngu xuẩn đến vậy. Nếu thực sự làm vậy, Long tộc sẽ bị giáo chủ tiệt giáo một kiếm xiên làm thịt rồng nướng trong nháy mắt. Mặc dù bộ dáng của vị Tiểu Long này quả thật có một chút, cũng không thông minh cho lắm. Hay do uống quá nhiều giai nhân mị nên thương tổn đến Long não rồi. Trong suy nghĩ của Lý Trường Thọ nhanh chóng suy nghĩ, lúc đầu hắn bị thế cục này làm cho mơ hồ, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp. Hiện giờ hắn có thể cảm giác được toàn bộ ánh mắt ở độ tiên môn đều chú ý đến Tiểu Quỳnh Phong. Từng đạo tiên thức linh thức cũng đang tập trung quan sát xung quanh đan phòng. So với đám đệ tử bên trong độ tiên môn, tu vi mình biểu hiện ra ngoài trung bình khá nên phương diện này chắc sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thường việc gì cũng có nhân quả. Trước khi mình độ kiếp có một lần gặp Ngao Ất, đây là việc ngẫu nhiên. Hắn xác định Ngao Ất không có nhận ra chính mình. Lúc ấy toàn bộ hành trình lên sân khấu, hắn đều dùng hình dạng lão đạo mặt lạnh, khí tức thân thể cũng mô phỏng như vậy. Nên 80% hẳn là vì luận bàn trên đại hội trừ yêu ở Đông Hải. Lần trước con Tiểu Long này cố ý thua trong tay hắn mà không được, nên trong lòng thấy không được thoải mái. Suy nghĩ bế tắc nhiều năm như vậy, dù hai bên cách xa vạn dặm, nó nhất định phải đến để thua thêm một lần. Lý Trường Thọ ngồi trong mật thất dưới đất, yếu ớt thở dài. Long tộc, nữ nhân, ta vĩnh viễn không hiểu rõ trong não bọn họ suy nghĩ thế nào. Giờ phải xử lý ra làm sao? Lý Trường Thọ quan sát người giấy hóa thân bên trong đan phòng, nhìn ba khối cảm ứng thạch mang theo bên mình đang nhẹ nhàng nhấp nháy, là do tiên thức của hắn gây ra. Do dự một chút, Lý Trường Thọ hóa thành một tia khói xanh bay trở về đan phòng. Sau đó hắn đi tới bồ đoàn phía sau đan lô, nhập tọa nhắm mắt suy nghĩ. Dựa theo lời bản thân căn dặn sư muội trước đây giả bộ như chuyên tâm ngộ đạo. Lý Trường Thọ nghĩ nếu như chính mình bế tử quan đột phá bình cảnh thì nên có một chút đột phá. Thế là hắn âm thầm điều chỉnh quy tức bình khí quyết. Tầng ngoài hắn bị trang thành cảnh giới phản hư tầng 5, bên trong ngụy trang thành phản hư tầng 9. Tầng sâu nhất cuối cùng ngụy trang thành cảnh giới nguyên tiên. Sau khi làm xong những thứ này, Lý Trường Thọ lại bắt đầu điên cuồng tự tra xét hắn. Hắn xác định bên trong Tiểu Quỳnh Phong không có bất cứ điều gì có khả năng bại lộ kho át chủ bài của mình. Lúc này Đinh Nga cũng đang khéo léo trốn ở trong nhà tranh của mình,
làm bộ đang tu hành. Lần này biểu hiện của sư muội rất tốt, sau này phải khen nhận một chút. Lý Trường Thọ biết bây giờ mình chỉ có thể giả làm bộ bế tử quan ngộ đạo để chờ cao thủ trong môn phái đánh thức hoặc bị động tĩnh trong trận pháp kinh động, sau đó mới có thể lấy lui làm tiến, tìm cơ hội chuyển rời sự chú ý của đối phương. Bên trong đại trận, Ngao Ất và Tử Ô đi theo chỉ dẫn của thẻ gỗ từng bước đến cửa, phòng trà ngoài trời kia, cả hai không chịu được liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, thân hình của Ngao Ất vẫn là thiếu niên 12, 13 tuổi, tính luôn cái sừng cao 6 thước, cao hơn một cái đầu so với Tử Ô. Y đọc xong chữ viết trên thẻ gỗ quay đầu nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Tử Ô cười, Thái tử Ngao Ất, rất rõ ràng, nơi đây lại là lối rẽ. Ngao Ất cau mày, ta đã tìm được tất cả sinh độ của trận pháp này, vì sao vẫn không thể ra được? Tử Ô, đây là liên hoàn trận do sư điệt Trường Thọ sáng tạo, sau khi đi qua một chỗ sinh độ thì phía sau lại là trận thế tiếp theo. Muốn phá trận này thì phải có hiểu biết cao minh về trận pháp. Ngao Ất thái tử, chớ có miễn cưỡng. Ngao Ất hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, ta thật không tin, hôm nay sẽ bị vây khốn ở đây. Sau khi nói xong, lấy ra một khối bảo châu băng châu màu lam xanh ngọc từ ngực. Bảo châu này nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng lấp lóe, khiến cho linh lực lưu động trong đại trận bị tắc nghẽn trong nháy mắt. Ngao Ất cười nhạt một tiếng, quay người lao nhanh về phía lối vào. Rất nhanh đã phát hiện ra lối đi mới. Tử Ô phía sau vội vàng đuổi theo, khóe miệng càng nở ra nụ cười toe toét. Năm đó, chính mình và Thi Thi hai vợ chồng liên thủ cũng đều bị đại trận này làm cho choáng váng đầu óc. Hôm nay trận pháp này so với lúc trước rõ ràng càng muốn hoàn thiện, tỉ mỉ hơn. Trên bản chất, liên hoàn trận này là do một số trận pháp cơ sở tạo thành, nhưng ở dưới sự thiết kế tỉ mỉ của sư điệt Trường Thọ thực sự đã trở thành bút pháp thần kỳ sinh hoa. Sau nửa canh giờ, Ngạo Ất nhìn thẻ gỗ trước mắt, khóe miệng méo sạch. Lạc đường sao? Lại trở về. Ghê tởm. Khuôn mặt thanh tú của Ngao Ất bởi vì cắn răng quá mạnh mà co rúm lại. Sau đó y bắt đầu tiếp tục đi một phương hướng khác. Bên trong đan phòng, mắt trái của Lý Trường Thọ khẽ hé ra một khe hở nhỏ. Vật trong tay Tiểu Long hình như là pháp bảo phá trận, nhưng cũng chỉ là quanh ở bên ngoài. Y rõ ràng chỉ biết một chút gia lông về trận pháp. Ngẫm lại, Lý Trường Thọ âm thầm cởi bỏ mấy tầng trận pháp trong phạm vi trăm trượng quanh đan phòng, khiến những thiên tiên kia chỉ cần nhìn kỹ vị trí đan phòng có thể thấy được hắn đang bế quan đả tọa ở chỗ này. Như thế sẽ càng thêm hợp lý. Lại qua nửa canh giờ, trên không trung Tiểu Quỳnh Phong, ba vị thiên tiên có sắc mặt khác nhau. Trưởng lão độ tiên môn đương nhiên là lộ ra vẻ mặt tươi cười nhưng lại không thể cười quá lớn. Bọn họ có thể thấy rõ tình hình trong trận, thấy Ngao Ất đang đi loạn khắp nơi như con rồi không đầu, làm trong lòng của Nguyên Trạch lão đạo có chút nóng nảy. Phía trong trận, hai mắt Ngao Ất đã đầy tơ máu, tâm cảnh cũng có chỗ bất ổn, xách theo một thanh bảo kiếm và viên băng châu bước nhanh trong đại trận. Tử Ô không nhanh không chậm đi theo phía sau, đề phòng vị này cầm trường kiếm linh bảo dùng sức phá trận. Thêm một lúc sau, Tử Ô sẽ trực tiếp mời sư phụ mình ra tay, mang hai người bọn họ ra ngoài để vị thái tử Long Cung này chính thức nhận thua. Không cần sư điệt Trường Thọ xuất quan, mọi chuyện cũng đã xong. Dần dần hô hấp của Ngao Ất bắt đầu gấp rút, nhưng xem ra vẫn thanh tĩnh. Mặc dù trong lòng sốt ruột nhưng y cũng không gây ra hành động bất lợi gì. Xong trận là do y đáp ứng, nếu vượt qua được thì coi như thắng. Trận pháp nơi đây đúng là của luyện khí sĩ cảnh giới phản hư bố trí, nhưng rốt cuộc chính mình lại không thể đi ra. Thậm chí đến cả trận nhãn cũng không tìm được. Lúc trước mình chỉ dạy, học được nhiều nguyên lý trận pháp, Long tộc tại phương diện trận pháp cũng đều tệ như vậy sao? Không, Long tộc của ta còn có thể đứng lên. Tử Ô nhỏ giọng nói, Thái tử Ngao Ất, nếu không hay là... Ta sẽ phá trận! Ngao Ất quay đầu lại gầm nhẹ một tiếng. Ha, xin ngài cứ tự nhiên đi. Tử Ô lập tức cười đến híp cả mắt, chắp tay đi theo sau để sợ mất dấu Ngao Ất. Phía ngoài trận trên mây, hai vị thiếu nữ thương lượng vài tiếng, Hạm Chi nói khẽ. Sư phụ, ngài cũng truyền cho con không ít bản lĩnh về trận pháp, không bằng để con và sư tỷ Nhu Nhu cùng thử đi xuống xem sao. Việc này không có quan hệ với sư thúc Ngao Ất đang luận bàn, căn bản
là đệ tử nóng lòng không đợi được. Lão đạo Nguyên Trạch nhìn về phía hai vị trưởng lão độ tiên môn. Hai vị trưởng lão tự nhiên gật đầu đáp ứng. Bọn họ cũng muốn nhìn xem liên hoàn trận bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong có bao nhiêu huyền diệu. Ngoài ý muốn phát hiện ra nhân tài trận pháp. Sau đó căn dặn Bách Phàm Điện phải trọng điểm bồi dưỡng trường thọ ở phương diện này mới được. Đi đi. Lão đạo Nguyên Trạch khoát tay, hạm chỉ và thiếu nữ nhẹ nhàng đáp xuống đi vào trong sân. Lát sau, hai thiếu nữ cảnh giới nguyên tiên nhìn miếng thẻ gỗ kia, trên trán cũng treo đầy hắc tuyến. Lạc đường sao? Hạm chi thấp giọng nói, người bày trận này có chút phách lối. Đằng sau còn có thẻ gỗ. Xem hắn còn chiêu gì, đi nhìn qua chút. Hôm nay khách nhân đến phòng trà ngoài trời còn nhiều hơn so với 10 năm trước cộng lại. Bên trong đan phòng, Lý Trường Thọ dùng tiên thức nhìn thấy, trong lòng yên lặng thở dài, tiếp tục giả bộ như đang bế quan đột phá. May mắn là trước đây bí mật mấu chốt của liên hoàn trận hắn đã thông qua tử ô hiến tặng cho môn phái, còn được trong môn ban thưởng lò luyện đan. Một chút tai họa ngầm cuối cùng cũng bị hắn bóp chết trước thời hạn. Chỉ là sau ngày hôm nay, trận pháp chung quanh đan phòng đoán chừng sẽ trở thành một nơi tham quan trong môn phái. Hạng mục của Tiểu Quỳnh Phong, mê khốn đại trận mạo hiểm. Chuyện lần này cộng thêm đủ loại trước đây, đệ tử ưu tú như hắn đã gây ra quá nhiều chú ý. Điều này thực sự làm Lý Trường Thọ có hơi đau đầu. Thân phận đệ tử ưu tú đã không thể giấu nổi. Lần này liền nhân cơ hội biểu lộ ra cấp độ thực lực của Lý Trường Thọ thấp kém đi. Không thì đủ loại tình huống quá mức khác thường, trái lại sẽ khó giải thích. Lý Trường Thọ nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Muốn ngụy trang thì các phương diện cần phải cân đối, phải có hạn độ khiến cho người khác cảm thấy họ đã nhìn thấy lai lịch của mình. Vậy mới là cảnh giới ngụy trang cao siêu. Năm đó ứng phó với suy đoán của Tử Ô chính là bại lộ một chút, làm cho lão Tử Ô tưởng mình đã biết toàn bộ. Lần này ứng phó với các cao thủ trong môn phái cũng chỉ có thể trực tiếp dùng cách này, từ đó kiếm được một ít chỗ tốt. Hiện giờ cần biểu lộ cấp độ tu vi chuẩn Lý Trường Thọ, hấp dẫn được chú ý đến tu vi, từ đó che giấu những điều bất thường khác. Tóm lại phải khiến người khác cảm thấy thì ra tư chất của hắn không tệ, chẳng trách có thể làm ra được nhiều chuyện như vậy. Sau đó Lý Trường Thọ chỉ cần an ổn lại mấy năm, củng cố, đụng đến bình cảnh, rồi tiến cảnh tu vi trở về thành đệ tử ưu tú bình thường. Trong môn phái cũng sẽ không quá chú ý đến vị đệ tử Tiểu Quỳnh Phong này. Át chủ bài tu vi lộ ra một chút, về sau có thể bù lại. Nếu bại lộ cái khác thì tương đối phiền toái, sau này mình cần phải cẩn thận gấp bội. Chính vì mình vất vả giấu đi con át chủ bài, làm những ứng phó với đủ loại nguy hiểm, vì sống tiếp tốt hơn. Dưới loại tình huống này bại lộ một phần, dù là một phần này rất nhỏ bé thì cũng là thua thiệt. Nếu có thể quay lại, ban đầu ở dưới đáy biển nên cho vị ngạo ất này một chút thất tâm tán. Chỉ một chút xíu, liều lượng khoảng 100 triệu chút xíu là được. Tiếp tục lại qua nửa canh giờ, dáng chiều phủ kín bầu trời phía tây, chiếu sáng khuôn mặt rúm gió mỉm cười rực rỡ như hoa cúc của các trưởng lão độ tiên môn. Có hai vị luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo và ba vị trưởng lão độ tiên môn tới đây. Trong lòng trưởng lão độ tiên môn từng người đều khen Lý Trường Thọ và Tửu Cửu lên tận trời. Đối với biện pháp đuổi ngao ất của Tử Ô cũng tán thưởng rất nhiều. Quả nhiên, đủ cơ linh. Một vị trưởng lão độ tiên môn chủ động đưa ra bậc thang, vuốt râu cười nói. Trận pháp nơi này do đệ tử Trường Thọ của độ tiên môn chúng ta dùng nhiều năm nghiên cứu bố trí thành liên hoàn trận pháp, được thiết kế tỉ mỉ do sư điệt Tửu Cửu tu vi cảnh giới chân tiên bố trí mà thành. Mặc dù đều là trận pháp đơn giản nhưng tương đương với chân tiên làm ra, thái tử ngao ất và hai vị tiên tử không qua được là điều bình thường. Lão đạo Nguyên Trạch thở dài nói, để ta vào mang ba người bọn nó ra, lần này sư đệ ngao ất lại bại một trận. Nói xong, Nguyên Trạch chắp hai tay sau lưng xuống đại trận. Bằng vào thủ đoạn của thiên tiên, tiên lực cuồn cuộn lập tức có thể thổi đổ hết tất cả trận cơ nơi đây, nhưng như vậy quá mức mất mặt. Lão đạo Nguyên Trạch đứng bên ngoài nhìn hồi lâu, cảm thấy mình đã nhìn ra phương pháp phá trận. Lúc này lòng tràn đầy tự tin muốn vãn hồi một chút mặt mũi cho tu sĩ Kim Ngao Đảo. Hai đứa tiểu bối và một tiểu sư đệ lần này đúng là bêu xấu, cũng không còn cách nào khác. Lão đạo Nguyên Trạch không ngờ tới chính là, một lát sau,
Lạc đường sao? Lão đạo thiên tiên không chịu được ngửa mặt lên trời thở dài, trận pháp này quả thật giấu giếm huyền cơ. Xoay người, Nguyên Trạch lão đạo tiếp tục phá trận. Mấy vị thiên tiên trên mây đưa mắt nhìn nhau, lúc này không biết nên nói điều gì. Lý Trường Thọ độ kiếp xong trở về quả thực có ngầm thay đổi qua tầng ngoài trận pháp, nhưng cũng chỉ thay đổi mấy chỗ trận cơ. Vị thiên tiên này muốn mạnh mẽ phá trận vô cùng dễ dàng, nhưng lúc này Nguyên Trạch lão đạo còn nổi lên tính tình nhất định phải ở trong trận này phá vỡ. Nhưng trận này thật ra là bế hoàn toàn liên hoàn trận. Trên lý thuyết, phương pháp phá giải trận duy nhất là cưỡng ép phá mở, phá hư cơ sở trận pháp bên trong. Nhưng lão đạo này có thể trực tiếp dùng man lực sao? Việc này liên quan đến tiêu chuẩn tạo nghệ trận pháp của luyện khí sĩ tu sĩ Kim Ngao Đảo hắn. Hơn nữa còn quan hệ đến da mặt của lão đạo Nguyên Trạch. Thế nên không biết đây là cái sau nửa canh giờ thứ mấy. Ngao Ất và Tử Ô nhìn về phía lão đạo cảnh giới thiên tiên đang đi qua đi lại chỗ phía trước. Cả hai người sửng sốt một chút. Nguyên Trạch sư huynh! Ngao Ất hô to một tiếng đi thẳng về phía trước, nhìn cảnh sắc xung quanh biến hóa. Lão đạo Nguyên Trạch nhấc tay áo che mặt, nhưng trận pháp chuyển rời, thân hình của lão nhanh chóng biến mất, không thấy gì nữa. Chuyện này... Ngao Ất trừng hai mắt, cả người run rẩy. Tử Ô vội vàng chạy tới cười nói, thái tử không còn sớm, nếu không... Ta nhất định có thể phá trận này! Ta nhất định có thể phá! Ngao Ất run giọng, rút kiếm tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Cả người toàn thân đều đang run lẩy bẩy. Bên trong đan phòng, ánh sao đầy trời đất. Tiên thức của Lý Trường Thọ chú ý đến vị nguyên tiên, thiên tiên, dục dịch trên không trung dường như muốn vào trận trải nghiệm kia. Nếu không thì đêm nay thu thập tài vật, mang sư phụ và sư muội chạy trốn. Quả nhiên, vẫn là nên chạy đi. Độ tiên môn không cách nào trông đợi. Đương nhiên, chỉ là lời nói đùa, mình vất vả kinh doanh ở núi Tiểu Quỳnh Phong nhiều năm như vậy, nơi này là địa phương tương đối an toàn. Đúng lúc này, một tia tiên thức đột nhiên rơi xuống từ trên không trung, khóa chặt trên người Lý Trường Thọ, hắn nhẹ nhàng nhiễu loạn một chút tinh thần của hắn. Nhiễu loạn vô cùng nhẹ nhàng, Lý Trường Thọ hiểu đây là cao thủ trong môn phái muốn tỉnh hắn nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm cảnh. Có thể để ý một vị đệ tử như vậy xem ra cũng có lòng. Hai mắt Lý Trường Thọ mờ mịt mở ra, giống như bị đánh thức từ khi đang tu hành. Tiếng nói của Vong Tình Thượng Nhân vang lên từ bên tai. Đừng tu hành nữa, thả người trong trận ra đi. Ngao Ất đến tìm người luận bàn, y đã tu vi cảnh giới nguyên tiên. Tiếp theo, có lẽ y sẽ áp chế cảnh giới quyết đấu với người. Người không nên quá để ý thắng bại, chỉ cần không thua quá nhanh trong tiên môn nhà mình. Lý Trường Thọ vội vàng đứng lên vái chào hướng về phía không trung. Đệ tử tuân mệnh. Áp chế cảnh giới động thủ với mình. Hắn bước nhanh đi tới trước cửa đan phòng, làm bộ hướng về phía trước ngước nhìn xung quanh. Trong lòng quét ngang, thầm hạ quyết tâm nắm chặt quả đấm. Ngả bài đi. Ngọc bài lưu chuyển, một trận gió nhẹ nổi lên khắp nơi trong rừng. Lý Trường Thọ cưỡi mây bay lên từ phía đan phòng, chậm rãi bay tới giữa không trung, biểu lộ ra tu vi cảnh giới vạn hư cấp 7, không thể nghi ngờ. Hình như cảnh giới này vừa đột phá không đâu, còn hơi bất ổn. Trong không trung, trong rừng, các vị trưởng lão và tiên nhân tiệt giáo, Tử Ô, Ngao Ất và hai vị tiên tử tiệt giáo còn có thiên tiên kia đồng thời nhìn lại. Trong tiên môn dường như có từng đạo ánh mắt đều rơi trên người Lý Trường Thọ. Điều này làm hắn có chút khó chịu, nhưng xem ra có thể sống sót qua đợt này. Hắn bỗng nghe Tử Ô vội vàng truyền âm nhắc nhở. Người chưa che giấu tu vi. Lý Trường Thọ ngẩn ra chắp tay vái chào Tử Ô, sáng tiện. Đệ tử Lý Trường Thọ của Tiểu Quỳnh Phong bái kiến các vị trưởng lão sư bá sư thúc và các vị tiền bối. Sư phụ, người thế nào cũng ở bên trong? Ở chuyện này không phải vi sư tới tìm các ngươi sao? Nhanh đi lên đi, chớ ở chỗ này làm vi sư thêm mất mặt. Ánh mắt của Ngao Ất trống rỗng, lão đạo Nguyên Trạch mang theo hai thiếu nữ vội vàng bay lên trời, nhanh chóng trở lại trong đám người. Xem như mọi việc chưa hề xảy ra. Ngay sau đó Lý Trường Thọ bay đến giữa không trung hành lễ với bên này. Đệ tử Lý Trường Thọ của Tiểu Quỳnh Phong bái kiến. Tiếng nói giống như đã từng quen biết ở trong đêm chậm rãi truyền ra. Hai chân Ngao Ất khẽ run lên, lảo đảo bước về phía trước. Y thua rồi. Phải nói là lại thua. Năm y 10 tuổi là mình muốn thua, lại bị người trước mặt lùi về sau một bước nhận thua trước. Y đền thua. Hôm nay,
trong tay cầm ngưng thủy linh châu do mẫu hậu cho, cũng không phá nổi những khốn trận đơn giản này. Hơn nữa bản thân lại xách theo băng ly kiếm do sư phụ ban thưởng, cuối cùng vẫn chém không đứt một tấc vuông mê loạn ở đây. Ta còn mặt mũi nào mà rút kiếm tìm người này luận bàn, nhưng làm sao có thể can tâm. Chính mình thật vất vả nghĩ ra kế hoạch dương danh, dựa vào thân phận luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo đi khắp nơi loạn đạo, khiêu chiến một đám tuấn kiệt nhân tộc. Vì sao? Ngay tại đây, bước đầu tiên trong kế hoạch liền. Ngao Ất đứng đó, ánh mắt tràn đầy mơ màng. Hắn không biết kế tiếp mình nên dựa theo bản tâm, vái chào với Lý Trường Thọ nói một câu ta không bằng ngươi, sau đó quay người rời đi, hay là vẫn dựa theo kế hoạch của chính mình, không cần giữ thể diện, tiếp tục luận bàn với vị đệ tử nhân giáo này. Trong lòng Ngao Ất thở dài, dù rất muốn nhưng không thể làm việc mất mặt như vậy. Y thu hồi bảo châu, cho linh kiếm trở vào bao, đi về trước hai bước, chắp tay vái chào với Lý Trường Thọ đang đứng ở trước đan phòng xa xa. Trận pháp của đạo hữu tuyệt diệu, hôm nay Ngao Ất đã lĩnh giáo rồi. Sau khi nói xong, Ngao Ất quay người muốn rời khỏi. Nhưng một vị thiên tiên tiệt giáo trên không trung nhíu mày, lạnh nhạt. Vị tiểu hữu Trường Thọ này đã xuất quan thì cũng không cần phải luận bàn trận pháp làm gì. Để hai người bọn họ trực tiếp luận bàn một chút cũng được. Đây cũng không phải vì thắng thua. Hôm nay, Kim Ngao Đảo chúng ta đã thua trận này. Giờ chỉ muốn trợ giúp sư đệ Ngao Ất thoát khỏi tâm ma trong lòng. Ngao Ất ngẩng đầu lên nhìn, muốn nói lại thôi. Nhưng một vị trưởng lão của độ tiên môn đã mở miệng. Trường Thọ, người có nguyện ý so tài một trận với vị Thái tử Long Cung. Y sẽ tự phong bế tu vi, cảnh giới giống như ngươi đều là phản hư cấp 7. Lý Trường Thọ không tỏ ra quá do dự, hắn cũng sớm đoán trước được phản ứng của đối phương. Trận này luận bàn là không thể tránh khỏi, bởi vì trận pháp và mặt mũi hai bên đều có chút so kè. Hắn cúi đầu, mọi việc đệ tử đều nghe theo môn phái an bài. Lập tức, vẻ mặt tươi cười của những trưởng lão trên không trung kia càng sáng lạn hơn. Các trưởng lão đã ăn ý thống nhất đợi nhóm Kim Ngao Đảo rời đi sẽ khen thưởng Lý Trường Thọ, vị tiểu đệ tử ngoài ý muốn này một phen. Sau đó, một đoàn người trở về Phá Thiên Phong. Lúc đi chỉ có 5-6 bóng người, lúc trở về lại là một đám đen nghịt, một mảnh bay kín cả trời sao. Lý Trường Thọ thành thật theo đằng sau quần tiên, Tử Ô chạy tới bên cạnh khẽ kéo cánh tay của hắn từ từ nhích lại gần. Nè, cho người cái này. Tử Ô bí mật nhét vào ống tay áo Lý Trường Thọ, thì ra là một kiện bảo nang. Sau đó truyền âm. Vị Thái tử Long Cung này mang trên người hai kiện linh bảo hậu thiên, thanh kiếm kia là không thể coi thường. Tiếp đó nếu như y muốn đả thương ngươi, thì hãy cầm đồ vật bên trong bảo nang để đánh trả. Đây là lăng tử ấn của sư phụ ta, cũng là linh bảo. Ta đã van cầu sư phụ cho ngươi mượn dùng một lát. Nhớ rõ, đây là cho ngươi mượn, chứ không phải cho ngươi. Lý Trường Thọ nhất thời không nhịn được cười, lại lấy ra bảo nang nhét trở về ống tay áo của Tử Ô. Hả? Trong tay áo của người sư bá này cũng có dính mấy kiện bảo nang. Không biết bên trong có vật gì tốt không? Sư bá không cần phải lo lắng, ta đã có biện pháp đối phó. Lý Trường Thọ truyền âm trở về. Trận chiến này đương nhiên ta sẽ không để cho hắn thắng. Chỉ cần hắn đừng đánh đi đánh lại rồi trực tiếp biến thành long thân là được rồi. Tử Ô lập tức hơi nghi hoặc một chút, tỏ vẻ không hiểu. Lý Trường Thọ bèn truyền âm, nói thầm mấy câu. Đạo nhân lùn nghe xong nhíu mày cười suy một tiếng. Như vậy có phải là không tốt lắm không? Lý Trường Thọ cười. Đấu pháp phải linh hoạt, đây là đạo lý sư phụ thường dạy ta. Đúng rồi, sư phụ người đâu? Người luận bàn cùng với người khác, lão cũng nên tới xem một chút chứ. Hay! Lý Trường Thọ dùng tiên thức liếc nhìn vài trăm dặm ngoài sơn môn, phát hiện ra gốc cây kia giấu ở trong rừng rậm ngủ rồi. Khóe miệng hắn khẽ co quắp, đành lưu đạn một tia tiên thức giám sát xung quanh. Ta không biết, gần đây sư phụ tâm tình phiền muộn, chắc ra ngoài tản bộ. Tử Ô nghe vậy thở dài. Ai, cũng đúng, sư phụ ngươi hóa thành trọc tiên, tiên lộ khẳng định không dễ dàng. Trước mắt đừng suy nghĩ nhiều, trận này hãy chuẩn bị thật tốt. Thắng hay không cũng không quan trọng, đừng thua quá chật vật là được. Lý Trường Thọ gật nhẹ. Phía trước đã có trưởng lão quay đầu nhìn xem hai người bọn họ. Tử Ô cũng không dám nhiều lời,
cưỡi mây mang Lý Trường Thọ đuổi theo. Một lát sau, trước độ tiên điện tại Phá Thiên Phong, trên một quảng trường bằng phẳng trước điện, một vị trưởng lão ném ra mấy chục viên dạ quang pháp châu, khiến nơi đây sáng lên giống như ban ngày. Hơn trăm bóng người đứng trước điện, bên trong độ tiên môn, hơn phân nửa linh thức, tiên thức của luyện khí sĩ chăm chú nhìn nơi đây. Nhóm người Kim Ngao Đảo cũng không nói thêm gì. Tử Ô và mấy vị trưởng lão thương lượng một lúc, sau đó chủ động đứng dậy cất cao giọng. Luận bàn hay luận đạo là để nghiệm chứng đạo hạnh của từng người. Mục đích chủ yếu là giúp bản thân tự hiểu ra, chứ không phải tranh đấu ác liệt. Nên hai bên chạm đến là dừng, không được cố tình đả thương người khác. Khối đất trống trước đại điện chính là ranh giới. Sử dụng quy củ ngày đó tại Long Cung, ra ngoài bị tính là thua, không thể dùng vũ khí sát thương. Ngạo Ất và Lý Trường Thọ cùng đáp ứng. Sau đó Ngạo Ất thu hồi linh bảo trường kiếm bên hông, y lấy ra một đôi bao tay màu trắng bạc từ trong ngực, chậm rãi đeo vào, quay đại người chắp tay với năm vị thiên tiên của Kim Ngao Đảo. Còn thỉnh sư huynh ra tay phong ấn tu vi của ta đến cảnh giới phản hư cấp 7. Được. Một lão đạo trung niên nhẹ nhàng gật đầu, tay trái khẽ ra một tờ phù lục đánh trên người của Ngao Ất. Trong nháy mắt khí tức của y đã giảm xuống. Phù này có thể phong ấn được một canh giờ. Đa tạ sư huynh. Tiếp đó Ngao Ất và Lý Trường Thọ lần lượt vào trong đài, đứng đối diện cách nhau 15 trượng. Bên cạnh chợt có người hô. Trường Thọ sư huynh. Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn lại. Thì ra là Hữu Cẩm Huyền Nhã mặc một bộ váy đỏ đang đứng tại trước cửa điện chăm chú nhìn mình. Bên trong đôi mắt còn mang theo lo lắng. Đừng có hiếu thắng. Ừ. Lý Trường Thọ gật đầu mỉm cười theo phép lịch sự. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Ất rồi mở miệng. Thái tử Ngao Ất, hôm nay có chút khác biệt với đại hội trừ yêu. Ta có lẽ sẽ thắng mà không dùng nhiều sức. Khuôn mặt thiếu niên của Ngao Ất đầy nét hổ thẹn nói. Đạo hữu cứ việc ra tay. Lý Trường Thọ gật đầu, dùng một tay vén đạo bào, thuận thế vắt ra phía sau, lại dùng tay làm dấu mời. Vừa mở màn đã 10 phần khí thế. Nhưng trong lòng Lý Trường Thọ đã có chủ ý, trận chiến này hắn đã suy nghĩ cặn kẽ phương thức chiến đấu. Lấy chữ ổn làm đầu, ổn để cầu thắng, không để bại lộ bất cứ điều gì. Ngao Ất hít nhẹ, sắc mặt nghiêm trọng, từng đoàn huyền băng hỏa xuất hiện quanh người. Trong ống tay áo của Lý Trường Thọ bay ra từng tờ giấy màu vàng, chỉ qua chớp mắt hàng trăm tấm phù lục đã tràn ra. Trước đây Ngạo Ất đã đánh giá qua chiêu thức này, nhưng uy lực của phù lục màu vàng lại lớn hơn không ít so với trước. Bước chân dừng lại, thân hình Ngạo Ất kề sát mặt đất vọt tới, huyền băng hỏa biến thành long ảnh xoay quanh phía bên người y, mạnh mẽ xông về phía Lý Trường Thọ. Lần này Lý Trường Thọ không thi triển bộ pháp để tránh né mà bình tĩnh đứng yên. Trong miệng cấp tốc niệm chú pháp, âm tiết nhanh đến mơ hồ không rõ, giống như là đang ngâm nga. Chỉ trong chớp mắt, Ngao Ất đã tới, một quyền mạnh mẽ như muốn nở núi phá đá, trực tiếp đánh tới ngực Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại không đỡ. Ngao Ất nhướng mày đã sẵn sàng chuẩn bị thu quyền. Nhưng, chíu, thân hình của Lý Trường Thọ hạ xuống, chui vào mặt đất trong nháy mắt. Thổ độn. Trước đây tại Bắc Châu, hắn từng dùng thổ độn cứu được Hữu Cẩm Huyền Nhã 2 lần. Điều này sớm bị người trong môn phái biết rõ, nên lúc này cứ việc thoải mái sử dụng. Một quyền của Ngao Ất trực tiếp đánh hụt, thân hình rơi xuống đất xông về phía trước hơn 10 mấy trượng. Vị nhị thái tử long tộc này quay đầu nhìn lại, phù lục phía sau đã kết trận, từng đạo ánh lửa liên tiếp bộc phát. Tuy chỉ là hỏa thuật phổ thông, nhưng hiện giờ Lý Trường Thọ mô phỏng pháp lực cảnh giới phản hư cấp 7 để bày ra, khiến cho uy lực cũng không tệ. Ngạo Ất dùng hai tay bảo vệ khuôn mặt, thân hình tránh trái tránh phải, nhưng cũng bị một số lớn lửa cầu không ngừng đập trúng. Lý Trường Thọ lặng lẽ di chuyển phía dưới đất tìm cơ hội đánh lén. Hắn có thể thua, cũng có thể thắng. Nếu đem ra so sánh, thật ra đối với hắn cũng không có gì khác biệt. Quan trọng là ở chỗ là thua như thế nào và thắng ra làm sao. Chính diện đối quyết với Ngạo Ất, đại chiến một trận nở mày nở mặt, bất luận thắng thua thì hình tượng của mình cũng sẽ được môn nhân đệ tử trong môn phái ghi tạc trong lòng. Nhưng nếu thắng bằng thổ độn, động thêm phù pháp, không đối đầu chính diện, thắng không vẻ vang, thất bại không tiếc, sẽ khiến cho phần lớn người cảm thấy hắn cũng không có gì hơn một kẻ am hiểu trận pháp và thổ độn.
cuối cùng hình tượng của Lý Trường Thọ sẽ trở nên thấp kém. Dùng phương thức như vậy để thắng, người khác thấy chỉ cho là mưu lợi mà thôi, nên sẽ không có người xem hắn như nhân vật anh hùng. À, hữu độc bên kia không nhất định như vậy, nhưng đây là lỗ hổng, không nằm trong phạm vi suy luận. Cho dù như vậy không có thanh danh tốt cũng không quan trọng. Lý Trường Thọ chỉ muốn sự việc nhanh chóng lắng lại, để việc tu đạo và sinh hoạt của mình trở nên bình ổn vốn có. Vì vậy, đắc tội rồi, Tiểu Long Long. Phù trận không ngừng bộc phát ra ánh lửa, đánh cho Ngao Ất có chút chật vật, nhưng lại không khiến Ngao Ất bị quá nhiều thương thế. Trong lòng Ngao Ất có chút lo lắng, không ngừng tìm kiếm thân hình của Lý Trường Thọ. Mặt đất bình tĩnh không dao động, hình như có một tia khí tức lưu lại ở chỗ đó. Ngao Ất lập tức vọt tới trước đấm ra một quyền, mặt đất ầm ầm nổ một cái hố. Thân hình phía dưới lại không bắt một chút thân ảnh của Lý Trường Thọ. Ngay lúc này, một cánh tay lặng lẽ nhô lên trên mặt đất phía sau Ngao Ất, trong tay cầm một kiện pháp bảo dao găm sắc bén nhắm vào gót chân của Ngao Ất. Đâm, một dòng máu nhỏ lập tức bắn ra, Ngao Ất liền nhảy lên, quay đầu nhìn lại, bàn tay cầm dao kia đã chui vào trong mặt đất. Ngao Ất hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng đánh ra một chưởng nhưng lại hụt một lần nữa. Y chỉ có thể trợn tròn hai mắt, lập tức nhảy lên không trung. Phù trận chờ đợi đã lâu đồng loạt phát uy, trên không trung lại có thêm mấy chục tấm phù lục màu vàng bộc phát ra ánh lửa đầy trời, đánh cho thân hình Ngao Ất trực tiếp rơi xuống đất. Lần này bên trong hỏa thuật có một tia chân viêm không tầm thường, đốt cho da thịt Ngao Ất đau nhức kịch liệt, khiến trên người y tràn đầy vết cháy, chật vật không chịu nổi. Vật kia là viêm khí của Lý Trường Thọ, cộng thêm một tia thần tinh của hắn mô phỏng ra tam muội chân hỏa, uy lực thích hợp. Ngao Ất vừa rơi xuống đất, một bàn tay hiện ra từ một góc mà tiên thức không phát hiện ra được. Lần này trong lòng bàn tay nắm một thanh pháp bảo đoản kiếm nhắm vào đầu gối Ngao Ất. Đâm, dòng máu nhỏ thứ hai bắn ra. Trước điện truyền ra vài tiếng cười khúc khích. Ngao Ất tức giận quay đầu nhìn, bàn tay lại chui vào trong mặt đất trong nháy mắt, vẫn không thấy thân ảnh Lý Trường Thọ dù chỉ một chút. Khuôn mặt thanh tú bắt đầu nhăn nhó, Ngao Ất lại bắt được một tia khí tức lưu lại trên mặt đất, lập tức giáng một quyền làm mặt đất hiện ra một hố sâu cỡ nửa trượng. Quảng trường trước chủ điện đều được lát đá và trải qua luyện chế đơn giản, kiên cố vô cùng. Tu vi phong ấn mà, còn có thể một quyền đánh ra một cái hố, thực lực Ngao Ất cũng làm tiên nhân hai bên phải ghé mắt. Nhưng vô dụng. Những khí tức lưu lại kia vốn là sơ hở Lý Trường Thọ dùng để dụ địch. Ngao Ất đánh tới, hắn liền đánh lén phía sau, khiến cho Ngao Ất chỉ có thể bay lên không trung tránh đi. Những phù trận phía trên biến hóa, một đạo cột lửa bỗng đập xuống, đánh Ngao Ất rơi bẹt trên mặt đất một lần nữa. Thân hình Ngao Ất rơi xuống, hai chân giống như rơi vào vũng bùn, mặt đất ngưng kết trong nháy mắt trực tiếp bị khóa tại chỗ. Câu nói kia của Lý Trường Thọ, ta có lẽ sẽ thắng mà không tốn nhiều sức, văng vẳng trong tâm trí của Ngao Ất, y như bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay không giống với đại hội trừ yêu, nơi đây là mặt đất thật chứ không phải do nước ngưng tụ thành như lúc trước. Vì đệ tử độ tiên môn này có thể thi triển sở trường của hắn là thổ độn, không thể không nói, thổ độn này thật rất lợi hại. Nhưng, Ngao Ất khẽ quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, từng đoàn huyền băng hòa quanh người ngưng tụ thành hư ảnh thanh long. Long ảnh gào thét bốn phía điên cuồng công kích mặt đất, làm các mảnh đá bay loạn khắp nơi, hiệu quả hình ảnh tăng lên trong nháy mắt. Lý Trường Thọ trốn ở dưới mặt đất thấy thế cũng không nhịn được thầm khen. Vì thái tử long tộc này còn xài giáng long thập bát trưởng. Thực sự không sợ bị lão phụ thân Long Vương mắng nghiệt tử gì đó sao? Trang cảnh hoành tráng như bây giờ phải có thêm nhạc nền nổi lên mới đúng. Trước điện, phần lớn các vị trưởng lão độ tiên môn đều là có chức giở khóc giở cười. Bọn họ tự nhiên đều biết Lý Trường Thọ dùng độn pháp phòng thủ mà không chiến, có chút không hay. Nhưng vị tiểu thái tử này rõ ràng đã không làm gì được đệ tử nhà mình. Tóm lại Lý Trường Thọ đứng ở thế bất bại, các trưởng lão lại cảm thấy việc này là chuyện tốt. Chỉ còn lại mấy vị trưởng lão phụ trách quản lý tài vụ trong môn mới cảm thấy đau xót. Quảng trường này muốn sửa chữa cũng phải hao tốn không ít tài bảo. Hơn nữa, Ngao Ất thôi động long ảnh đập loạn khắp nơi. Trong bụi mù, bàn tay của Lý Trường Thọ lặng lẽ chui ra phía sau y,
Lần này, trong tay nắm chặt một thanh kiếm dài 3 thước, nhắm ngay đùi Ngạo Ất đâm một cái. Đinh! Nhưng lần này không có đâm ra vết thương. Ngạo Ất quay đầu nhìn chăm chăm bên ngoài đùi xuất hiện một tầng hư ảnh vảy rồng, hai chân dùng sức rút ra khỏi mặt đất. Thế nhưng, phù trận phía trên bắt đầu công kích điên cuồng một lần nữa, hoàn toàn không cho Ngạo Ất thời gian để suy nghĩ. Lý Trường Thọ tránh dưới mặt đất, yên tĩnh chờ đợi cơ hội xuất kích lần nữa. Hắn âm thầm khống chế phù trận, không ngừng bổ sung phù lục cần thiết. Phù trận trên không bày ra hình một con rắn, một hồi lại là số 8, hỏa thuật bao quanh, bổ sung cho hỏa trụ, đánh cho Ngạo Ất vô cùng chật vật. Mà thân hình Ngạo Ất chỉ cần vừa rơi xuống đất, bàn tay không cách nào dùng linh thức để dò xét kia lập tức theo góc chết cầm ra dao găm, đoàn kiếm, trường kiếm, không ngừng đâm vào hai bắp chân của y. Ngạo Ất không ngừng gầm thét, cũng chỉ có thể tức giận. Lý Trường Thọ đánh lén lặp đi lặp lại, khiến cho hai chân y xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ. Trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới độ tiên môn tràn nhập tiếng cười vui vẻ của đám đệ tử. Hữu Cầm Huyền Nhã vốn tràn đầy lo lắng, lúc này cũng nhịn không được, hé miệng mỉm cười. Vong Tình Thượng Nhân luôn ăn nói có ý tứ, giờ phút này quay người chăm chú nhìn trên mặt tường trong điện, không biết đang suy nghĩ gì, bả vai ngẫu nhiên có chút rung lên. Một lát sau, toàn thân Ngạo Ất cháy đen như khoai nướng, y không ngừng thở dốc. Mái tóc dài rối tung. Phù trận phát uy, thân ảnh y bị hỏa trụ đè xuống mặt đất một lần nữa, nhưng vẫn dáng chống đỡ để không bị ngã xuống. Đúng vào lúc này, mặt đất phía sau Ngạo Ất nhô ra một bóng đen. Từng cỗ khí lạnh buốt từ trong sân lan ra, bóng đen này ai cũng biết nhất định lại là bàn tay kia xuất hiện, nhưng lúc này... Một tia hàn quang theo bụi mù lộ ra, đó là một cây gai nhọn. Không phải một cây gai nhọn, mà là vô số cây gai nhọn. Lần này bàn tay thình lình cầm một kiện pháp khí lang nha bổng chĩa ra chi chít mũi nhọn. Bàn tay giơ lang nha bổng thò ra khỏi mặt đất, nắm ngay vị trí yếu ớt nhất dưới đũng quần Ngạo Ất, yên lặng không một tiếng động đâm tới. Hiện giờ Ngạo Ất đang dò xét khắp nơi, tinh thần đã có chút hoảng hốt. Vẫn không phát hiện ra được mối nguy hiểm đang tiến tới chỗ trọng yếu giữa hai chân mình. Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh trừng lớn hai mắt. Hữu Cầm Huyền Nhã, Hạm Chỉ, Nhu Nhu và không ít nữ đệ tử độ tiên môn đều che mặt không dám nhìn. Còn có hai vị luyện khí sĩ Kim Ngao Đảo, hai tay run rẩy. Có không ít nam đệ tử yết hầu run lên, trong lòng điên cuồng thề, sau này tuyệt đối không được luận bàn hay đấu pháp cùng với Lý Trường Thọ của Tiểu Quỳnh Phong. Được rồi, chúng ta nhận thua. Lão đạo Nguyên Trạch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ kêu lớn, trong nháy mắt thanh lang nha bổng kia biến mất xuống dưới mặt đất. Ngạo Ất quay đầu, tràn đầy vẻ ngơ ngác không hiểu nhìn Nguyên Trạch, nhưng sau đó y lại cúi đầu thở dài. Mình đúng là không có biện pháp đối phó với thuật thổ độn. Tâm thần buông lỏng, Ngạo Ất mệt mỏi lui lại 2 bước, khí tức trong người quay cuồng, ngồi bệt trên mặt đất. Thật sự, mình thua. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay trắng nõn bên cạnh duỗi tới trước mặt Ngạo Ất. Ngạo Ất ngẩng đầu nhìn lại, thấy gương mặt ôn hòa của Lý Trường Thọ đang mỉm cười. Lần này tính hòa được không? Nếu như chính diện quyết đấu với ngươi, thì chắc chắn ta không phải đối thủ. Nên ta chỉ có thể dùng kế sách âm hiểm như vậy. Dù sao nơi đây cũng là độ tiên môn, ta cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực, không thể để cho sư môn thua trận. Mong rằng ngươi có thể hiểu được. Đắc tội. Ngạo Ất giọng run run, lập tức lộ ra mấy phần kiên cường, mỉm cười, hốc mắt đều có một chút hồng nhuận. Nhân tộc không chỉ có những lão đạo mặt lạnh giống như ma đầu, còn có người ấm áp giống như Trường Thọ huynh đệ. Ngạo Ất đưa tay nắm chặt bàn tay của Lý Trường Thọ, thuận thế đứng lên. Ok, tập này dừng đây hơi ngắn chút nha quý vị. Mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập sau.